Xin kính chào quý vị và các bạn. Một quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Ngày 2 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chủ trì phiên họp trực tuyến với lãnh đạo mặt trận, các đoàn thể và các sở ban ngành cùng các địa phương trong tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội quý 1, đề ra nhiệm vụ giải pháp trong quý 2 năm 2019. Theo đánh giá tại phiên họp, quý 1 năm 2019, kinh tế Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng dịch bệnh trên cây trồng được các ngành chức năng xử lý kịp thời nên thiệt hại không đáng kể mặt khác công nghiệp xây dựng tiếp tục tăng trưởng ổn định thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân bên cạnh đó các hoạt động văn hóa xã hội đã bám sát kế hoạch chương trình đề ra không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên người công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm thực hiện chính sách người có công an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt cho rằng: Sau thời gian nghỉ Tết, các cấp các ngành các địa phương đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và cho đến nay, hầu hết các chỉ tiêu tổng hợp đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Qua đó cũng phát sinh những khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt yêu cầu các sở ngành và địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh trên đàn gia súc lây lan ra diện rộng đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, sớm triển khai các dự án công trình, đảm bảo tiến độ chất lượng. Riêng đối với thu ngân sách trong quý 2 cần đảm bảo tiến độ thu đạt 50% kế hoạch. Sáng ngày 29 tháng 3, tại trung tâm hành chính tỉnh, tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm nghiên cứu học tập di chúc và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, có đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng phó các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nhà báo Nhị Lê, Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, giới thiệu quán triệt phổ biến những nội dung cơ bản trong ba tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm Di chúc, Đạo đức cách mạng và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Tác phẩm Đạo đức cách mạng và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là những chỉ dẫn quý báu về việc xây dựng nhân cách, phẩm chất và giá trị cao quý của người làm cách mạng, của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là những thông điệp về xây dựng một đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh, ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Chiều ngày 3 tháng 4, đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2019. Hội nghị đã nghe Trưởng ban dân tộc tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Trưởng ban tổ chức đại hội Võ Văn Hoàng báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, cấp huyện thông qua các dự thảo chuẩn bị đại hội. Theo kế hoạch, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực hội nhập và phát triển sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt trong 2 ngày vào khoảng trung tuần tháng 9 năm 2019 với sự tham gia của 250 đại biểu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nội dung đại hội đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện quyết tâm thư từ đại hội lần thứ hai đến đại hội này. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ ba, đã đánh giá cao những nỗ lực của ban dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực giúp ban chỉ đạo đại hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc tổ chức đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện thành phố. Phân công nhiệm vụ cho 17 thành viên thuộc ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội cũng yêu cầu các đơn vị thành viên gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở ban ngành và các đoàn thể tập trung chuẩn bị nội dung, triển khai nhiệm vụ được phân công và báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị cho đại hội. Sáng ngày 4 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, quý 1 năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, vấn đề giao thông là vấn đề không thể chủ quan, duy ý chí được. Trong lĩnh vực này, cần chủ động, tích cực, trách nhiệm thì mới có thể góp phần giảm thiểu được tai nạn giao thông. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị các địa phương cần chủ động trên tất cả các việc từ khâu rà soát, bảo trì, bảo dưỡng, kiến nghị nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đến công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử phạt cần thực hiện đồng bộ. Chủ đề an toàn giao thông của tỉnh năm 2019 là an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe ô tô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận định, quý 1 năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm. Đây là dấu hiệu tích cực mong sẽ tiếp tục được duy trì từ nay đến cuối năm. Đồng chí đề nghị các ngành các cấp các địa phương thể hiện sự quyết liệt, trách nhiệm để phấn đấu giảm ở cả 3 tiêu chí, ít nhất 5%. Sáng ngày 4 tháng 4, tại huyện Đam Rông, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Đam Rông tổ chức lễ phát động Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện năm 2019 nhằm hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 hàng năm. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Thức, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đam Rồng, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phát động kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên, học sinh hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi kêu gọi Toàn dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì sức khỏe của người bệnh, vì hạnh phúc của mọi nhà và vì sự phồn vinh của xã hội, chúng ta hãy cùng nhau tham gia hiến máu. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua báo Lâm Đồng còn có nhiều tin bài quan trọng khác. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Còn bây giờ thì chương trình điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng điện tử xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.